kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng giả soát học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư ở Việt Nam hiện nay Tại sao không? Truyền thông nhà nước đưa tin đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã đề nghị Cần có tổng giả soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ của cán bộ Sau so việc xử lý kỷ luật tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Với mục đích sàng lọc chất lượng nhân sự Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022 Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế, xã hội Đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau đã kiến nghị 5 vấn đề. Trong đó ở kiến nghị thứ hai nhân việc cơ quan đảng các cấp xử lý một số cán bộ chủ chốt ở Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam liên quan đến lò ấp tiến sĩ. Đại biểu Vân đề nghị rằng cần tổng ra soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ mà trọng tâm là cán bộ trung cấp, cao cấp của toàn bộ bộ máy của nhà nước. Việc này nhằm sàng lọc chất lượng nhân sự, đảm bảo quản lý điều hành của cả hệ thống. Đề xuất của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cách đây một năm đã được dư luận đón nhận tích cực. Song dư luận cũng băn khoăn liệu quốc hội, chính phủ, nhà nước và đảng có đồng ý với đề xuất này hay không. Rồi cần có một tổ chức kiểm tra độc lập, không chịu sự can thiệp của đảng và chính quyền dưới bất cứ hình thức nào có làm được việc này hay không. Hỏi cũng có nghĩa là câu trả lời rất khó, thậm chí là không thể. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị có tổng giả soát bằng tiến sĩ bởi tổ chức kiểm tra độc lập đó sẽ phải là một tổ chức xã hội dân sự độc lập độc lập thực sự không chịu sự chi phối của bất kỳ ai cả của bất kỳ thế lực nào rõ ràng hai yếu tố tổ chức xã hội dân sự độc lập và độc lập thực sự không chịu chi phối là hai yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong một thể chế chính trị độc đảng toàn trị như ở việt nam hiện nay rồi đến khi kiểm tra xong kết luận ông a sử dụng bằng đại học thật nhưng bỏ tiền ra mua bà B sử dụng bằng thạc sĩ thật cũng do mua và có để sau đó họ tiếp tục dùng tiền với những tấm bằng dởm như thế để có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư vân vân điều chắc chắn gần như một phần trăm lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều như vậy cứ nhìn những tấm card visit của các quan chức lãnh đạo hiện nay dài dằng dặc các chức danh học hàm học vị mọi người đều biết có được các học vị học hàm ấy thường đa số đều do dùng tiền để mua chứ đâu trong đầu họ có chút kiến thức nào đâu đó là lý do khiến hiện nay một quốc hội như Việt Nam là một sân khấu hài mà các đại biểu quốc hội với những khuôn mặt phỉ nộn, bóng nhẫy như những danh hài rẻ tiền. Rất nhiều các phát biểu tại hội nghị trường và ngây ngô vô thức không bằng lũ trẻ trâu nay đã thực sự trở thành thảm họa cho quốc hội Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với học vị tiến sĩ lý luận chính trị vì chủ nghĩa Mark Lenin, học hàm giáo sư kinh tế chính trị. Ngoài như thế, vậy mà ông tổng trọng định nghĩa hiến pháp như sau hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cường lĩnh của đảng đây là điều rất nhảm nhí mà kể cả những kẻ ít học nhất cũng không bao giờ dám nói đến như vậy bởi vì theo định nghĩa chính thống hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật của một quốc gia quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục quyền hạn trách nhiệm của một chính quyền công an đọc lệnh bắt giam một số bị can là cán bộ trường đại học Đông Đô, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng có trình độ hiểu biết hạn chế như thế, thì trên cương vị Tổng Bí Thư, trưởng tiểu ban nhân sự của các kỳ đại hội đảng khóa 12-13, thì chất lượng của các ủy viên Trung ương Đảng thế nào thì ai cũng biết được. Nếu tổng giả soát các học hàm học vị đến khi có kết luận chính thức thì sẽ xử lý như thế nào đây? Hủy băng hay sao? Cách chức, buộc thôi việc, thậm chí có truy tố trước pháp luật hay không? chắc chắn sẽ không xảy ra như vậy vì công khai ra thì lòi cả ổ. Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an, trong vụ án mua bán bằng nghiêm trọng ở Đại học Đông Đô, trước đây khi bị phanh phui, cơ quan chức năng đã phát hiện trong đó có số 626 bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh do trường này cấp dù chỉ làm việc được với 217 trường hợp và đã có đến 193 trường hợp đã được cấp văn bằng hai ngành ngôn ngữ tiếng Anh mà không cần qua đào tạo tuyển sinh thi cử, trong đó có 55 người đã sử dụng bằng giả này để xem xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Một người làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, một người thi nâng ngạch thanh tra viên và một sử dụng xét tuyển thạc sĩ. Ngoài ra, tổng số tiền học phí bằng văn bản hai tiếng Anh của Đại học Đông Đô Đồ thu về hơn 24 tỷ đồng. Trong khi đó, trường này cung cấp danh sách tới 2.500 người và báo cáo thu 18 tỷ đồng. Trong số 203 người bị xác định là nhận bằng giả của Đại học Đông Đô, 166 người có xác định đã đóng tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Đáng quan ngại hơn, không chỉ riêng Đại học Đông Đô mua bán bằng giả, mà còn có 16 trường đại học khác ở Việt Nam cũng có dấu hiệu mua bán các loại văn bằng hay chứng chỉ học vấn giả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về hiến pháp. Bộ Công an đã xác định có 55 trường hợp sử dụng bằng giả của Đông Đô để xét tuyển nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ. Vậy mà danh tính của 55 người này vẫn bị ém nhẹm như một bí mật quốc gia vậy. Đại tá Nguyễn Như Phong, phó tổng biên tập của báo công an cũng tuyên bố sẽ công bố danh tính xong cũng thôi. Dư luận cho rằng nếu công bố thì khả năng cao sẽ lộ mặt không ít các ủy viên Trung ương Đảng đang đương chức hiện nay. Vấn đề quan trọng là trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức tổng bí thư thì mới bắt đầu có phong trào xính bằng cấp bằng cấp trở thành một trong các tiêu chí lựa chọn nhân sự. Trong bối cảnh quan trường Việt Nam hiện nay, việc mua quan bán tước trở thành một vấn nạn chưa từng có, thì việc mua bán bằng cấp giả của quan chức là điều đương nhiên. Không ai bảo ai, nhưng chắc chắn là trên 95% các học vị tiến sĩ là giảm. Tiến sĩ giáo sư gì mà tiếng Anh một chữ cũng không hề biết. Hiến pháp Việt Nam quy định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thông qua các đại biểu quốc hội cho dân bầu. Vậy mà Việt Nam tình trạng không chỉ là đảng cử dân bầu như trước đây mà các đại biểu quốc hội cũng do một ông tổng trọng lựa chọn. Thử hỏi đất nước này sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tổng giả soát học vị tiến sĩ học hàm giáo sư ở Việt Nam hiện nay tại sao không? Việt Nam đất nước không chịu phát triển và những nghịch lý ai phải chịu trách nhiệm đầy? bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Việt Nam, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch Hội đồng phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đã từng chua sót kể lại rằng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới có một câu nói đùa về Việt Nam, nhưng nghĩ mà đau. Họ nói rằng trên thế giới có các loại, các quốc gia phát triển, chậm phát triển, nhưng Việt Nam của các bạn là quốc gia khác biệt, một đất nước không chịu phát triển. Kể chuyện này để mà thấy rằng Việt Nam là một đất nước của những nghịch lý, chỉ riêng chuyện Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, vậy mà mỗi năm phải chi đến hàng tỷ đô la để mà nhập muối là một ví dụ không thể tin nổi. Nghịch lý Việt Nam phải nhập khẩu muối. Trong viên học Quốc hội chiều ngày 15 tháng 8, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí có phần chất vấn với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàn về vấn đề vì sao Việt Nam phải nhập khẩu muối. Theo tạp chí Cộng sản, đại biểu Chí đã câu hỏi rằng tại sao Việt Nam mỗi năm phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với giá hàng tỷ đô la, trong khi Việt Nam có bờ biển dài mấy ngàn km. Đồng thời, đại biểu chí đề nghị Bộ trưởng Hoan cho biết giải pháp cụ thể cần phải làm gì để mà Việt Nam không cần nhập khẩu muối ăn, để diêm dân có thể sống bằng chính nghề muối của mình. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nghề muối truyền thống ở Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn diện tích ruộng muối có xu hướng thu hẹp vì sản xuất muối không hiệu quả do giá bán muối quá thấp nên diêm dân bỏ nghề. Giới chuyên gia cho rằng có hai vấn đề khiến Việt Nam phải nhập khẩu muối. Thứ nhất, hiện nay diêm dân ở Việt Nam vẫn còn khai thác muối theo kiểu thủ công, theo lối truyền thống. Tức là làm ruộng muối cho nước biển vào, phơi nóng cho bốc hơi rồi cao muối lại để mà mang đi bán. Thứ hai, chất lượng muối của Việt Nam chưa cao do đó giá bán thấp. Đã thế, bà con diêm dân còn bị thương lái ép giá, nên họ bỏ dụng muối về thành phố làm thuê, dễ và chắc ăn hơn. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí tại nghị trường Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có một số lợi thế về sản xuất muối như đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, vân vân. Nhưng do sản xuất thì manh múm, nhỏ lẻ, thiếu phương pháp công nghiệp, nên ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Bên cạnh đó, thu nhập thấp khiến cho diện tích sản xuất muối giảm xuống chỉ còn có 11.000 ha vào năm 2022 so với 13.160 ha vào năm 2017. Để khắc phục tình trạng nêu trên, giới chuyên gia cho thấy rằng cần phải sử dụng những công nghệ mới, sản xuất theo lối công nghiệp mới tăng sản xuất và đảm bảo chất lượng. Song, với thực trạng diêm dần ăn còn không đủ thì lấy đâu tiền vốn ra để mà đầu tư? Hơn nữa, giá muối không cao lắm đầu tư sẽ không hiệu quả. Dư luận xã hội thì cho rằng mỗi lãnh đạo Việt Nam nếu có trách nhiệm phải suy nghĩ điều mà đại biểu Nguyễn Anh Chí nói trước quốc hội rằng một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân là muối như thế này mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng. Đó là một trong vuôn vàn những nghịch lý của Việt Nam. Vậy mà trong một thời gian rất dài, lãnh đạo, chính phủ, các bộ ngành không quan tâm giải quyết. Để rồi tình trạng đó kéo dài trong vô vọng, diêm dần đã khổ, càng thêm khổ thêm. Song nghịch lý không xảy ra riêng với ngành sản xuất muối, mà lĩnh vực sản xuất nông sản của Việt Nam cũng tương tự. rất khó chen chân vào thị trường quốc tế bởi đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Trung Quốc. Một nghịch lý khác đối với ngành nông sản tại Việt Nam xảy ra ngay tại thị trường nội địa, đó là tình trạng rau của quả ế không bán được, thậm chí nông dân phải đổ cả đống cho bò ăn vậy mà nông sản nhập khẩu lại tăng lên chóng mặt, diêm dân khánh hòa trên ruộng muối. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu nông sản tới 529 triệu USD, chủ yếu nhập từ Trung Quốc và Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là giá hàng hóa nhập khẩu rẻ và chất lượng hơn nông sản của Việt Nam. Trong một nền kinh tế thị trường, nếu cái gì cũng đòi hỏi nhà nước bảo hộ là điều bất hợp lý nhưng vai trò định hướng và điều tiết dứt khoát phải là vai trò của nhà nước, không ai có thể làm thay. Như Việt Nam hiện nay xuất khẩu gạo đứng hẳn thế hai thế giới, song gạo ngon, gạo tấm vẫn phải nhập khẩu từ Ấn Độ hay Campuchia là một ví dụ. Ngoài nghịch lý muối và nông sản, Việt Nam còn đối mặt với rất nhiều thách thức khác đó là nước sản xuất than mà vẫn phải nhập khẩu than. Theo truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 15 tháng 8, dẫn thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã phải nhập khẩu gần 30 triệu tấn than, tăng hơn 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu than bình quân mỗi năm ước chừng tốn hết 4,3 tỷ đô la. Xử lý những nghịch lý nói trên không chỉ là đòi hỏi trách nhiệm và trí tuệ của giới lãnh đạo mà mỗi công dân Việt Nam cũng cần tạo một ý thức người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Điều đó sẽ giúp kích thích kinh tế Việt Nam phát triển quan trọng hơn, đó là một cách thể hiện lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Đương nhiên, điều này sẽ trở thành hiện thực dưới tiền đề là hàng Việt Nam phải đạt chất lượng tương đương hàng hóa của các nước và được bán ra với giá cả phải chăng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Việt Nam đất nước không chịu phát triển và những nghịch lý ai phải chịu trách nhiệm đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.